Giếng nước sinh hoạt này của gia đình bà Nguyễn Thị Sâm đào từ năm 2000, nhưng chỉ sử dụng được một thời gian ngắn thì lại phải bỏ hoang vì không có nước. Giờ đây nước sinh hoạt hàng ngày cho 6 người trong gia đình bà chủ yếu dựa vào bể hứng nước mưa và nguồn nước mua của người dân trong làng. Thậm chí nước sau khi rửa rau cũng được tận dụng để rửa bát và rửa chân tay. Vì nước ở đây là nó vất vả, quá vất vả, không có nước. Giếng coi nó cũng khô cong nên không có nước anh ạ. Một ngày là 2 phi ạ. Thế là tiết kiệm đấy anh ạ. Nếu mà dùng quá như các cây con dâu tôi nó làm ở trên Bình Viên về nó giặt rụ hốt lắm. 2 xe không đủ. Gia đình anh Sơn cũng trong tình trạng tương tự. Làm kinh doanh nên khối lượng nước sinh hoạt được sử dụng mất nhiều hơn gia đình khác. Cứ khoảng 1 tuần anh lại mua nước 1 lần với số lượng đầy 1 xe tải như thế này. Nhưng nước mua bên ngoài cũng không khiến anh Sơn yên tâm lắm vì chẳng biết nguồn gốc nước này từ đâu. Nước như ở tôi thiếu khoảng 11 tháng. Mua thì chúng tôi mua 1 xe thì khoảng 5 khối. Đấy. Và mỗi 1 tháng thì dùng mất khoảng 15 khối. 2 ngày 1 khối. Là mua của xe người ta bán tự do. Tôi cũng khoan giếng và đào giếng khơi sâu gần 30 mét nhưng không có nước. Nói chung thì mua nhưng vẫn không yên tâm lắm. Và anh vẫn cứ phải đi tham quan xem anh ta chở nước từ đâu. Đi theo dõi xem là mua ở đâu. Là làng nghề làm mộc truyền thống, nhưng giờ đây nhiều hộ gia đình ở Tràng Sơn đã chuyển sang nghề bán nước sạch để phục vụ cho nhu cầu của bà con trong làng, như gia đình ông Nguyễn Khương Long là một ví dụ. Bây giờ thì nói chung ra cái địa phương của Tràng Sơn này là nước thiếu trầm trọng. Thế gia đình tôi như thế là có một cái giếng đào khoảng chừng độ 10 năm nay. Nước giếng nói chung ra đầy đủ coi là 1 ngày xe như vậy là 15 khối. Bán cho coi là nói chung trong tương đối, từ xóm nào xóm kia một xóm một ít thì cũng đỡ đần cho bà con. Thưa quý vị và các bạn, 2 thùng phi này chứa đầy thì được khoảng trên 300 lít nước. Nhìn chiếc xe kéo đơn giản như thế này thôi, nhưng mỗi tháng chiếc xe kéo này đã mang lại cho gia đình ông Long từ 20 đến 30 triệu đồng tiền bán nước. Bảy mươi phần trăm trong tổng số 2.800 hộ dân xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội không có nước sạch. Chính quyền và người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Đến tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản trả lời về việc giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội lập dự án sử dụng nguồn nước sông Đà. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn bặt vô âm tín. Tình hình thiếu nước của địa bàn xã Tràng Sơn nó từ năm 2000 trở về đây. Trước kia thì cái mạch nước ngầm ở địa phương ấy nó còn dồi dào, thì các hộ chủ yếu là dùng giếng đào hoặc giếng khoan. Nhưng mà mới đây nhất ấy, thì cuối năm 2012 thì có một cái đơn vị gọi tắt là Asenco, công ty mà chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với các anh đó, về đây là xin làm nước sạch nông thôn theo cái chủ trương chung cho 2 xã là Tràng Sơn và Thạch Xá. Nếu mà chủ trương được thực hiện thì giai đoạn 1 sẽ thực hiện hoàn thành vào cuối năm 2016. Nhưng từ đó đến nay thì cũng chưa được ý kiến gì. Trong khi ngồi mong chờ những dự án nước sạch kia được triển khai, thì người dân xã Tràng Sơn đang phải từng ngày, từng giờ tiết kiệm từng gáo nước, thậm chí phải sử dụng cả nước bẩn với nhiều nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn. Và bao giờ có nước sạch luôn là câu hỏi đau đáu trong lòng những người dân Tràng Sơn.